Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một sản phẩm mà bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Ford Everest 7 chỗ sản xuất năm 2011, số sàn một cầu máy dầu màu phấn hồng. Vâng, chiếc xe tên tư nhân biển Hà Nội khá là đẹp. Toàn bộ chiếc xe máy dầu 7 chỗ bên em vừa mới lấy về và đã kiểm tra khẳng định với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô tai nạn, máy số nguyên zin, không bị ngập nước. Bên em cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mời liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua trao đổi tất cả các dòng xe ô tô. Quý anh chị nào có nhu cầu bán xe trên mọi miền Tổ quốc, quý vị nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Bên em Lợi mua xe tại nhà quý anh chị luôn. Về tình trạng lịch sử của chiếc xe Ford Everest 2011 số sàn 7 chỗ này thì bên em Lợi khẳng định với quý anh chị đây là một chiếc xe tên tư nhân, một chủ từ đầu và không có đâm xô tai nạn. Bốn cánh cửa, cốp trước, cốp sau chỉ nguyên zin theo xe, kính đèn là nguyên bản theo xe từ đầu. Máy không bị ngập nước và chưa làm lại hơi. Toàn bộ những cái em Lợi đã cam kết trên video, quý anh chị có thể qua kiểm tra. Nếu phát hiện đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Xe thì được bác chủ mới thay một dàn lốp khá là dày và đẹp, la răng phay, toàn bộ la răng đúc theo xe từ đầu. Toàn bộ về phần phía sau của chiếc xe, đèn hậu toàn bộ nguyên zin, kính đèn, cua lốp và lốp cua đều rất chi là đẹp. Và xe được trang bị thêm giá nóc với chiếc Ford Everest 2011 này thì rất phù hợp cho quý anh chị nào mua về chạy rất chi là kinh tế. Xe chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, 6-7 lít 100 cây. Đây là toàn bộ liên sườn của chiếc xe bên lái, gần rất chi là đẹp, và toàn bộ khe hở cánh cửa, cốp trước, cốp sau, ba đời sốc toàn bộ đều nhau theo thời gian. Và đây là lốp của chiếc xe, phần lốp thì khá là dày. Lốp này thì quý anh chị đi khá là dài và ổn định, không phải lo nghĩ về phần lốp. Từ các cái cu lốp này khá là đẹp, không có dấu hiệu bị mục mọt gì. Sắt xi không cắt nối và toàn bộ sắt xi phía trong sơn zin không bị mục mọt. Theo chiếc xe này thì chạy trong phố phường nên là chất gầm thì khá là đẹp. Lốp cực kỳ dày, la răng phay và bậc lên xuống này đến xin nhan trên gương đều rất chi là đẹp. Đấy, toàn bộ xi nhan trên gương và kính không bị rạn nứt. Tất cả các kính thì đều năm sản xuất 2011 và được bác chủ trước dán kính 3M rồi. Toàn bộ kính thì không bị rạn nứt. Đèn pha cabo sơn zin và toàn bộ mặt ca lăng của chiếc xe đây, đèn pha, đèn gầm khá là đều và sáng. Mặt ca lăng cực kỳ đẹp, cabo khe hở hai bên khá là đều. Đây là cái đèn pha xịn sò của chiếc xe. Đấy, nhìn rất chi là dày dặn và sáng. Kính lái, kính chắn gió đều zin theo xe từ đầu. Phần gầm của chiếc xe thì khá là khô ráo và sạch sẽ. Toàn bộ phần gầm bướng phía đầu này cực kỳ đẹp. Khoảng khá sáng gầm của dòng SUV này thì cực kỳ cao và toàn bộ gầm thì không bị xín màu, không bị mục mọt. Xe chạy trong phố phường nên là phần gầm cực kỳ đẹp. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì toàn bộ nội thất được trang bị nội thất ghế da màu kem khá là đẹp. Xe Ford Everest 2011 nội thất màu kem, ngoại thất thì màu phấn hồng, toàn bộ khá là đẹp so với chiếc xe 2011 táp ly. Và xe được trang bị thêm màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, màn hình DVD.
bậc lên xuống của chiếc xe, trải sàn ra, được bác chủ lắp hết rồi. Và toàn bộ các phần ốc cột của chiếc xe đều là nguyên zin, ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp đâu quý anh chị này. Toàn bộ tem mác cột, đinh bấm, đinh dập cột là nguyên zin hết từ đầu. Tắp ly, tay nắm, cánh cửa, chỉ cánh cửa là nguyên bản từ đầu. Và tất cả các cái thông số kính đây em Lợi kiểm tra và đều có hãng Ford và năm sản xuất 2011 hết toàn bộ. Đều của hãng Ford và năm sản xuất 2011. Tay nắm, tắp ly, cánh cửa khá là đều và đẹp. Xe được trang bị hai bóng khí, nội thất tắp ly, tay nắm, cánh cửa và bàn thờ bóng khí là nguyên zin. Toàn bộ xe sử dụng hộp số sàn, máy dầu, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên mọi miền Tổ quốc. Đây là trần của chiếc xe, trần nỉ từ đầu. Đấy. Trần nỉ toàn bộ từ đầu. Hai dàn điều hòa độc lập, hoạt động khá là tốt. Điều hòa âm thanh thì toàn bộ em Lợi đã kiểm tra rồi. Điều hòa thì mát, âm thanh thì cũng khá là hay. Toàn bộ được âm thanh được độ thêm màn hình. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ là chỉ nguyên zin từ đầu. Đấy. Tất cả các cái thông số kính, đèn thì đều là theo năm sản xuất của chiếc xe. Đây là cái phần táp ly vô lăng của chiếc xe, cực kỳ đẹp. Vâng, đây là phần cốp phía sau của chiếc xe, cánh cửa cốp phía sau. Toàn bộ tay nắm, táp ly, cánh cửa phía sau thì không có dấu hiệu bị sơn lại và toàn bộ sơn zin. Từng các cái phần chỉ của cánh cửa này, cốp sau này, đấy, chỉ nguyên zin. Và toàn bộ các phần ốc, cột, bản lề phía sau đều chưa tháo lắp. Ốc khá là đẹp và theo thời gian thì ốc này toàn bộ nguyên zin, chưa tháo lắp. Rất chi là sáng cái đầu ốc. Toàn bộ dàn điều hòa và trần của cái chiếc xe quay từ góc phía sau lên thì khá là đẹp. Ba cửa gió và hai dàn độc lập, toàn bộ điều chỉnh được hết. Và hai bên khoang chiếc xe thì đều đẹp. Cánh cửa bên lái của chiếc xe đây, toàn bộ cánh cửa bên lái, tem mác, nhà máy đều nguyên zin. Nội thất thì khá là đẹp. Các cái phần cột bậc lên xuống này, cột kèo là nguyên zin hết từ đầu. Đây là toàn bộ về cái phần máy phía trước của chiếc xe. Về phần máy, khoang máy thì toàn bộ rất là đẹp và sáng. Khoang máy khô ráo và không có dấu hiệu bị chảy dầu. Toàn bộ các cái ốc ở như cái đầu khoang máy này sáng vàng đều đẹp. Đấy, tem mác của nhà máy còn nguyên. Từ cái ốc cabo, chi tiết ốc cabo này là nguyên bản và chỉ cabo là nguyên zin. Đấy, ốc tai, đường gân tai, ốc đầu rằng, đinh bấm, đinh dập là nguyên zin từ đầu. Đây là toàn bộ phần máy của chiếc xe, sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên zin đây. Đấy, máy rất chi là sáng. Sau 9 năm sử dụng mà toàn bộ máy rất chi là sáng và đẹp. Đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây, máy dầu 2.5 Hoe Vares. Toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2011, số sàn, máy dầu, một cầu, xe 7 chỗ ngồi, màu phấn hồng, biển Hà Nội 29A18739. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090.
hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng Em Lợi là 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.